Chúng tôi là Hoàng Bách, phụ trách chương trình diễn đàn thời sự trên Việt Radio. Xin trân trọng kính chào tái ngộ cùng quý thính giả cũng như là quý thính giả đang nghe trên hệ thống Internet toàn cầu vietradio.com và trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Việt Nam ở trên diễn đàn Podcast. Và thưa quý vị, ngày hôm nay vị khách mời của chúng tôi là ông Trần Phong Vũ từ miền Nam Cali. Chúng tôi xin hân hạnh kính chào ông Trần Phong Vũ. Từ Nam California, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn anh Hoàng Bách và kính gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả của đài. Dạ vâng, chúng tôi cũng xin phép giới thiệu về ông Trần Phong Vũ. Trước năm 1975 thì ông là tổng thư ký của nhiều tờ báo tại Sài Gòn. Ông là giáo sư môn văn chương của đệ nhị cấp của trường trung học Trần Hưng Đạo, Nguyễn Bá Tàm, La Santa Pe. Và ông khi ra ở hải ngoại thì ông là chủ bút của diễn đàn giáo văn và ông cộng tác với đài truyền hình FPTN Hùng Việt và ông có nhiều tác phẩm, trong đó có những cái tác phẩm như là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị, Vĩ Nhân của Thời Đại và mới đây thì ông có tác phẩm mới là Việt Nam, Nỗi Đau và Niềm Hy Vọng. Ông cũng là một trong những sáng lập viên của tủ sách Tiếng Nói Quê Hương, trong đó có nhà văn Nguyên Thao và nhiều nhà văn khác. Và ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được ông Trần Phong Vũ trở lại để mà thưa chuyện với quý thính giả của chúng ta. Thưa ông, cũng có lẽ là chúng ta cũng nhắc tới vấn đề biểu tình ở trong nước. Xuyên qua các cuộc biểu tình trong nước ngày 10 và 17 vừa qua đó, thì chúng ta thấy là dường như là những người đấu tranh ở trong nước họ đã sáng tạo ra những cái phương cách để mà họ có những cái phương thức đối kháng lại với công an và hệ thống công an. Chính như vì cái điểm này mà chúng ta thấy nhà cầm quyền Cộng sản vào ngày 10 đó, họ không ngờ và ông Nguyễn Phú Trọng có lúng túng trong cái sự điều hành. Cũng như chúng ta thấy ngày 17 đó thì họ cho công an đi bố rớt khắp nơi ở thành phố Sài Gòn hoặc là cái nơi mà tụ tập. Thì dưới cái nhìn của ông, tại sao công an mà lần ngày 17 họ bắt vào, họ trấn áp người dân mà kể cả người dân họ chưa thực hiện cuộc biểu tình, họ ngồi trong quán cà phê hoặc là ở ngay nhà thờ Đức Bà, thì các cái hành động mà lộ liễu và thô bạo của công an, thì đây có phải là một cái yếu tố cho thấy là nhà cầm quyền đang bị lung túng hay là tại sao dưới cái nhìn của ông? Dạ vâng, dạ, thưa anh Hoàng Bách và thưa quý thính giả, thật sự ra thì có lẽ ai cũng nhận ra rằng là đúng như anh Hoàng Bách vừa mới nói, nhà cầm quyền đã thật sự hoảng sợ từ đâu? Hoàng sợ từ chính những cái gì họ đã thấy trong cái cuộc biểu tình một tuần trước đó, tức là ngày 10 tháng 6. Đây không phải là chúng ta suy diễn mà qua những hình ảnh từ trong nước gửi ra và qua chính những cái lời nhận định của những nhà truyền thông độc lập, những người làm báo độc lập ở Việt Nam như là Trương Duy Nhất, như là Phạm Chí Dũng, hiện nay là chủ tịch của Hội Nhà báo Độc lập, thì so sánh với tất cả những cái cuộc biểu tình từ trước tới nay trong suốt 43 năm qua thì đây là một cái cuộc biểu tình được coi là lớn nhất, nghĩa là có uy thế nhất và về số lượng người lên tới ở Sài Gòn ngay ở miền Nam không thôi, gom tất cả lại có thể lên tới mấy trăm ngàn người rải rác khắp nơi và đặc biệt đã được biểu hiện một cách rất là hùng hậu và năng động ở ngay thành phố Sài Gòn. Họ đã hô những cái khẩu hiệu mà có thể nói từ trước đến nay người ta đều được tránh né, tức là đánh thẳng vào vào cái chế độ Cộng sản Việt Nam hèn với giặc, và trong đó còn nói thẳng tới Trung Cộng là một cái đất nước mà như chúng ta đã thấy từ trước tới nay Cộng sản Việt Nam đều tìm cách né tránh vì sợ rằng là mất lòng quan thầy. Cho nên chúng ta có thể nói rằng cái cuộc biểu tình đó là một cái niềm hy vọng rất là lớn cho những người đang đấu tranh, thì đồng thời nó cũng là một cái nỗi âu lo, một cái cơn phải nói rằng là bất ngờ và hoảng sợ đối với lại những tay lãnh đạo ở trong nước, trong đó có Nguyễn Phú Trọng.
chỉ cần cái sự xuất hiện một cách phờ phạc âu lo trên nét mặt của Nguyễn Phú Trọng khi lên tiếng tuyên bố kết án những cái cuộc biểu tình, và cũng một cách nào đó để chạy tội cho cái chuyện mà đàn áp người dân trong những cuộc biểu tình ngày một tuần sau đó, tức là ngày 17, thì chúng ta có thể thấy ngay cái sự hoảng sợ đó. Thì như tôi đã nói, cái căn nguyên đó chính là vì họ lo sợ từ cái cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6, nếu mà không có đàn áp, nếu mà không có một cái biện pháp nào để mà ngăn cản, để mà gây trở ngại, để mà dùng cây nhát khỉ để mà làm giảm cái khí thế của bà con, thì có thể nó có thể đi tới một cái cao trào đấu tranh, có thể lật ngược thế cờ và đem lại những sự tổn thất rất là lớn, nếu không phải là lật đổ cái chế độ đó. Và vì vậy cho nên họ phải đàn áp. Và nhưng mà khi đàn áp như vậy, họ không hề nghĩ tới, và có nghĩ tới chăng nữa thì có lẽ cũng vì miễn cưỡng mà phải đưa ra những cái biện pháp khủng bố một cách trắng trợn, trơ trẽn, như là chúng ta đã thấy, là bởi vì riêng chúng ta ở ngoài này, qua những email, qua những livestream, qua những cái chứng cứ cũng được quay tại chỗ đó, thì chúng ta thấy là cái sự đàn áp đó đã có thể nói rằng là không có tác dụng làm suy yếu cái phía đấu tranh biểu tình, mà lại còn như là một cái thứ dầu để mà đổ vào một cái bếp lửa đang mục bốc. Thì đấy là những cái nhận xét riêng của tôi, và cũng không phải nói không, mà thật sự đã dựa vào những hình ảnh tôi đã thấy trên net, cũng như đọc được những cái bài viết, những cái lời nhận định của những người đáng tin cậy từ quốc nội. Thưa anh và thưa quý khán giả. Dạ vâng, thưa ông, thì chúng ta biết là ngày 19 tháng 6 thì ông Nguyễn Phú Trọng đi đến thăm cử tri tại Hà Nội. Trong cái dịp này thì ông gần như là ông đó quệt tẹt ra không như trước nữa, là ông nói là cái dự luật mà an ninh mạng đó là nhằm mục đích để bảo vệ đảng. Tức là ông đã thú nhận là không phải có vấn đề bảo vệ đất nước nữa mà bảo vệ đảng. Và chúng ta cũng biết là khi đó thì ông lại cho rằng là có thể làm yêu nước của người dân đã bị lợi dụng. Thì thưa ông nghĩ thế nào về cái lời phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng về vấn đề này, thưa ông? Khi nghe tới những cái lời của Nguyễn Phú Trọng nói về chỉ trích cái người dân, chỉ trích những cái người đã kích động người dân, đã tạo nên, đã lợi dụng cái lòng yêu nước của họ, thì lập tức tôi nhớ tới những cái gì mà anh Trương Duy Nhất đã lên tiếng trong cái hội nghị, trong cái hội thảo bàn tròn của BBC, của đài BBC do Quốc Phương điều khiển mới hôm qua thôi, tức là ngày thứ năm, thì Trương Duy Nhất cũng như là nhà báo Phạm Chí Dũng, chủ tịch hội nhà báo độc lập Việt Nam, đã phân tích một cách rất là tường tận, và cả hai anh đều đưa ra những nhận xét rất là xác đáng về những cái lời tuyên bố như vậy. Các anh đều nhận định, và tôi cũng chia sẻ những nhận định đó, là cái lòng yêu nước của người dân không có một ai, nhất là cộng sản, có thể xúc phạm. Bởi vì lòng yêu nước là một cái gì nó thiêng liêng, ấp ủ trong lòng mọi người. Và những người nào nếu có khích lệ cái lòng yêu nước thì cũng không phải là một cái tội, mà nó xuất phát từ cái tấm lòng của những con người đối với đất nước, trước những cái hiểm họa có thể gây ra những cái tổn thương cho đất nước, cho dân tộc, cho những cái di sản của tiền nhân anh hùng. Và vì vậy cho nên họ có khích lệ cũng lại là do lòng yêu nước thôi, thì họ không có cái tội gì cả, mà lại còn đáng khuyến khích nữa. Thành ra ông ấy nói sảng rồi.
Tôi nhấn mạnh cái điều này bởi vì có nhiều người đã dùng cái từ đó sau khi mà nghe những cái lời tuyên bố gần đây, đặc biệt là trong cái dịp tiếp xúc cử tri đó, thì tất cả mọi người đều đồng thuận cho rằng ông này là một người đã bắt đầu sảng. Hay nói một cách khác, cái bệnh lú của ông đã càng ngày càng trầm trọng. Và tôi nhớ tới một cái bài mà bà Nguyễn Nguyên Bình, con gái của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, mà chính tôi đã dùng làm một cái bài để mà nhận định về tình hình đất nước, về cái nguy cơ bị Trung Quốc lại một lần nữa thực hiện cái âm mưu bá quyền chiếm đóng đất nước ta, mà bà ấy đã đưa ra tất cả những cái nhận định, những kiến thức hiểu biết về văn hóa của Trung Quốc, đem tất cả những cái kế sách ở trong Tôn Tử Binh Pháp ra để phân tích, để mà viết một cái bài có một cái nhan đề mà tôi nghĩ nó giống như là một cái tát tai đối với lại Nguyễn Phú Trọng. Bài viết cho những kẻ chưa lú hẳn. Tôi nhấn mạnh cái điểm đó để cho chúng ta thấy rằng người trong nước ngày nay, người ta nhìn ông Nguyễn Phú Trọng như thế nào. Và đặc biệt sau mấy cuộc biểu tình vừa qua, trên khắp đất nước, phải nói rằng đây là một cuộc biểu tình đồng loạt, nhất tề đứng lên của toàn dân trên khắp ba miền đất nước, với một cái khí thế đặc biệt, với những khuôn mặt hoàn toàn mới. Tôi nhấn mạnh như vậy là bởi vì hầu hết những cái người, những khuôn mặt mà lãnh đạo các cuộc đầu biểu tình trước đây, thì ngày hôm đó, ngày mùng 10 là cái ngày hứa hẹn xuống đường đó, đã được nhà nước sai phái phân tán tất cả công an, rồi cảnh sát cơ động, rồi quân đội đến bố trí xung quanh những cái người họ nghi là sẽ biểu tình để mà cầm chân họ. Họ không ngờ rằng những người đó ở nhà, nhưng mà ngày hôm đó đã có những cái khuôn mặt chưa hề bao giờ xuống đường thì đã xuống đường. Và điều này báo trước cho chúng ta, và đặc biệt với cái chế độ và đang coi khinh người dân chúng ta ở trong nước, thấy rằng đồng bào chúng ta, 94 triệu đồng bào chúng ta càng ngày càng thấy rõ bộ mặt tệ hại của Cộng sản Việt Nam. Và do đó, ngay sau khi quốc hội, cái gọi là quốc hội đã đưa ra một cái lời tuyên bố, là bộ chính trị đã chấp thuận hai cái đạo luật này rồi, đặc biệt là cái đạo luật đặc khu kinh tế. Và từ đó thì những bài nhận định rộ lên từ trong nước cho rằng cái quốc hội Việt Nam ngày nay chỉ còn là một cái thứ bù nhìn cho Đảng Cộng sản mà thôi. Thành ra do đó cho nên tất cả những cái gì đang diễn ra, đang biểu hiện trên đất nước chúng ta ngày hôm nay đều cho chúng ta thấy cái sự thất thế của chế độ, và những cái lời tuyên bố của những người, của những lãnh tụ, trong đó có tập cho trong đó có Nguyễn Phú Trọng, chỉ là những người lời tuyên bố sảng của những kẻ đang bị lâm vào bước đường cùng. Thưa anh. Dạ vâng, chúng ta cũng xin đưa thêm đó thì ông Nguyễn Phú Trọng thăm cử tri ở Hà Nội thì chúng ta thấy ông chủ tịch của nhà nước tức là Trần Đại Quang là thăm cử tri tại Sài Gòn, và ở nơi đây thì ông có tuyên bố là làm thế nào để mà có cái luật biểu tình, và ông có thể là ông về ông sẽ đề nghị với Quốc hội để thông qua cái luật biểu tình. Nhưng mà cái tờ báo Tuổi Trẻ đăng rồi qua ngày hôm sau thì chính cái tờ báo Tuổi Trẻ này và họ sửa lại, họ điều chỉnh lại. Qua cái sự kiện này có nhiều người cho rằng là ngay trong cái hàng ngũ bộ chính trị hay nói là tứ trụ của triều đình đó, của cộng sản đó, đã có sự mâu thuẫn bất đồng ý kiến trên những cái quan điểm khác nhau. Thì ông có nhận định như thế nào về cái sự tuyên bố mà sau đó là bị cải sửa, ít khi một vị chủ tịch của nhà nước mà tuyên bố mà sau đó tờ báo Tuổi Trẻ là sửa lại điều chỉnh lại, thì xin ông có thể cho nhận định của ông như thế nào về vấn đề này? Khi anh gợi nhắc tới cái chuyện này thì lập tức tôi nhớ tới một cái video và phát xuất từ Đài Á Châu Tự Do,
mà cái người phát ngôn hôm đó là Chân Như đã nói đi nói lại đến 4-5 lần cái từ mà ông Nguyễn Đại Quang, chủ tịch đất, chủ tịch nước đã bị khóa mõm. Cái chữ khóa mõm nó mang một cái ý nghĩa khinh miệt đặc biệt. Là bởi vì với một cái con người đã được đặt vào cái vị trí chủ tịch một một nước trong tứ trụ triều đình, với tất cả những cái vị thế mà đáng lẽ ra khi xuất ngoại đến một cái đất nước nào cũng trở thành cái gương mặt biểu tượng cho một chế độ, một đất nước ấy, thế mà bài viết ra lời tuyên bố được ghi lại, có thể nói là họ không dám ghi một cách nghĩa là cầu thả đâu, chắc chắn phải lấy ra từ trong những cái băng đã thâu trước, viết phải viết nguyên văn, bởi vì chính họ cũng sợ cái người phát ngôn đó phản đối và có thể đưa ra bằng chứng ấy. Thế mà chỉ một vài ngày sau khi đã post lên báo rồi, mà lại là cái báo Tuổi Trẻ, vốn là một cái tờ báo rất là uy thế ở miền Nam, vậy mà không phải họ chỉ sửa chữa vài chữ, mà phải nói là họ thay đổi toàn bộ cái title của cái bài báo đó, rồi bên trong những cái chỗ nào mà dính dáng đến cái vấn đề luật biểu tình này kia là lập tức họ bôi xóa đi. Thì cái điều đó cho chúng ta thấy rằng là đúng như anh Hoàng Bách đã nhận định, cũng như nhiều người đã nhận định, là cái nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải chỉ là hàng ngũ dưới cấp thấp, mà ngay ở hàng ngũ tối cao đã có những cái chuyện lục đục. Thật ra thì những cái dấu hiệu này, những cái chỉ dấu này đã cho chúng ta thấy từ lâu rồi, qua những cái sự kiện mà sự biến mất của Trần Đại Quang trong một thời gian dài, rồi sau đó nói là đi chữa bệnh, rồi chuyện này chuyện khác, cho ta thấy cái uy thế của ông này lúc lên lúc xuống, lúc thì có vẻ như vững vàng, nhưng mà để có lúc người ta có cảm tưởng như sắp sửa bị đào thải đến nơi. Thì cái điều đó cho chúng ta một niềm tin, cho chúng ta một tia hy vọng. Bởi vì khi một cái tổ chức nào, khi một cái cơ chế nào đã lỏng lẻo đến cái nỗi mà mang ra đấu tố, coi nhau như là kẻ thù, khinh thường lẫn nhau, thì nó cũng là một cái chỉ dấu báo hiệu cái sự sụp đổ của chế độ đó, của cái chính quyền đó. Thành ra qua cái điều mà tôi vừa mới nhắc lại, cái lời và khinh miệt của Chân Như trên này Á Châu Tự Do, nó biểu thị được cái sự khinh thường của tất cả mọi người đối với lại cả toàn cơ chế. Đứng về một cái mặt nào đó đó, tôi cũng cần phải nói thêm về cái chuyện mà cái giá trị của cái vấn đề thông qua một cái gọi là luật biểu tình lúc này có giá trị gì không. Thì tôi cũng phải nhắc lại những cái lời bình luận của anh Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, trả lời câu hỏi của đài BBC trong cuộc hội luận bàn tròn thứ năm ngày hôm qua. Thì tôi thấy rằng là những cái nhận định của các anh ấy về cái chuyện này, nó cho chúng ta thấy một cái chiều hướng khác. Tất cả hai anh đều đồng thuận là cái luật biểu tình lúc này nó không còn có một cái giá trị gì nữa cả. Nếu có một cái đạo luật như thế đó, thì cũng lại là một cái thứ để cho cái nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam dùng như là một cái khiên mọc, một cái gì đó để mà đàn áp và để mà chống lại để quần chúng khi mà họ xuống đường. Theo nhận định của các anh ấy, và cũng là nhận định của cá nhân tôi á, thì biểu tình vốn đã được ghi ở trong hiến pháp là cái quyền của người công dân. Mà giả dụ như không có ghi trong hiến pháp á, thì theo cái luật phổ quát trên toàn cầu đó,
thì cái luật cái quyền phát biểu ý kiến và quyền lên tiếng của người dân là một cái quyền thiêng liêng, đã được tất cả những cái văn kiện và thiêng liêng nhất của thế giới tôn trọng và gìn giữ và bảo trọng. Thế thì cái chuyện đưa ra một cái đạo luật để rồi thì họ lại tìm cách né tránh để mà đàn áp thì cũng vô ích thôi. Và có thể đó, có thể nhà nước đã ngớ ngẩn, có thể chính ông Trần Đại Quang có những cái ý nghĩ như vậy và biết rằng là chưa chắc cái đạo luật đó đã ngăn cản được người dân xuống đường, thành ra ông đưa ra nhận định như vậy. Còn một chi tiết khác cũng trong cái lời phát biểu đó, ông còn nương theo cái ý nguyện của người dân để mà đưa ra một cái ý tưởng tuy không nói huỵch toẹt ra, nhưng mà trong đó giữa những hàng chữ, giữa những câu nói của ông, người ta có thể hiểu rằng ông cũng sợ một cái quần chúng đã đến phẫn nộ đến mức tràn ly rồi thì nó phải bùng bốc, và vì vậy cho nên cần phải tìm cách nào đó để nương theo cái ý nguyện của nhân dân để mà có một cái cách phản ứng nào đó khác hơn để mà xoa dịu quần chúng. Thì đấy là một vài cái suy nghĩ của tôi, xin thưa cùng quý thính giả và anh. Dạ vâng, cũng xin nói thêm đó là chúng ta biết cái hội nghị trung ương lần thứ 7 từ ngày 7 tới 12 tháng 5 đó, thì ông Nguyễn Phú Trọng dự trù là bổ túc vào ở Bộ Chính trị hai nhân sự, tức là Đinh La Thăng và Đinh Thế Huynh. Nhưng mà cuối cùng cũng không thực hiện được, và ông cũng muốn loại ông Trần Đại Quang luôn, nhưng mà ông Trần Đại Quang là ngày mùng 7 họp thì tối mùng 6 ông lại về, cho nên ngày mùng 7 đã có mặt, và chính vì cái yếu tố này mà ông Nguyễn Phú Trọng cũng không loại được. Thưa quý vị, chúng ta biết ông Trần Đại Quang hay là Tô Lâm có ít nhiều có dính dáng tới công an về ở Đà Nẵng, tức là Vũ Nhâm và một số cán bộ khác nữa, cho nên ông Nguyễn Phú Trọng nó đốt lò bằng đốt tất cả, không phân biệt là vùng. Nhưng mà cuối cùng thì cái hội nghị trung ương 7 như chúng ta biết là ông Nguyễn Phú Trọng không phải là múa gậy vườn quan muốn làm gì làm, mà cái điều đó đã thấy rõ. Và đến đây thì chúng tôi xin phép quý thính giả cho chúng tôi chạy một vài thông tin thương mại, cũng như là chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2 với ông Trần Phong Vũ. Tôi sử dụng nước uống nhân sâm Jensen Berry nay cũng được 3 tháng và tôi rất thích sản phẩm này, vì giúp giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh và da dẻ hồng hào hơn. Quý vị chị em phụ nữ cũng nên uống để tốt cho sức khỏe, bổ âm và làm đẹp cho bản thân mình. Korean Ginseng Berry bồi bổ sức khỏe, trẻ hóa làn da. Xin quý vị hãy gọi cho Vinashop tại 1-855-855-5888 để được tư vấn miễn phí. Bún bông vịt Thanh Đao một nơi thật là thoáng mát ấm cúng. Món ăn thì ngon hết chỗ chê. Bún bông vịt với vịt tươi nấu mỗi ngày, nồi vịt thật to, thật ngon. Cơm chuồng nướng, miếng vịt nướng mềm và thơm, khẩu vị đặc trưng của nhà hàng. Thưởng thức một lần là mê liền. Đây là những món ăn đặc trưng của nhà hàng đã có từ lúc mở cửa tới bây giờ. Mong quý khách hãy tiếp tục ủng hộ. Bún bông vịt Thanh Đa, 281-495-9039. Quý thính giả đang theo dõi chương trình diễn đàn thời sự với ông Trần Phong Vũ, nhà văn, nhà báo và cũng là một nhà giáo, một người rất là thao thức về vấn đề dân chủ hóa cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Và chúng tôi xin trở lại với phần 2 với ông Trần Phong Vũ. Thưa ông, xem qua các cái cuộc biểu tình ngày mùng 10 và ngày 17 vừa qua đó, thì có người đề nghị rằng ngoài cái phương thức mà sáng tạo ra chưa đủ, cần phải có nhiều cái áp lực thường xuyên hơn về mặt kinh tế, về mặt du lịch, về nhiều mặt để cho đảng Cộng sản dồn vào cái thế khó khăn. Chúng tôi xin đơn cử ví dụ như họ nói là về mặt tài chính thì quý vị ở trong nước nên rút tiền ra, bởi vì các ngân hàng của nhà nước nó lỏng lẻo và khi mà bị phá sản thì không đền bù cho quý vị. Cho nên quý vị có thể gửi vào các ngân hàng như HSBC, ngân hàng Bank of America và một số ngân hàng Pháp tại Việt Nam thì nó chắc ăn hơn. Và đồng thời làm đồng loạt như vậy đó thì đảng Cộng sản sẽ gặp khó khăn. Cái điều thứ hai là họ nói là về vấn đề du lịch, thì du lịch bây giờ chúng ta thấy ở Đà Nẵng hay là ở Nha Trang thì người Tàu, du lịch của khách Tàu rất là nhiều. Chúng ta không chủ trương bạo động, chúng ta không chủ trương chống lại nhân dân của người Trung Cộng, nhưng mà chúng ta chống lại cái
thiểu số cầm quyền, cái tập đoàn lãnh đạo của Trung Cộng mà thôi. Nhưng mà cùng lúc đó chúng ta làm áp lực làm sao các cái du khách này vào các cái nhà hàng thì không tiếp họ, không ưu đãi họ, chống đối thì gây ra một cái làn sóng rất là phản độ. Cũng như là chúng ta làm thế nào để kẹt xe các cái khu mà đi vào phi trường Tân Sơn Nhất thì ùn tắc như vậy đó, thì sẽ có cái phi cơ, có cái làn sóng đó, có cái chuyến phi cơ nó gặp khó khăn. Và bằng mọi cách chúng ta không chủ trương bảo đảm, nhưng mà ngay trong các cái nhà máy mà quý vị thường ai công nhân đó, có thể làm thế nào các cái hệ thống nhà máy đó phải tê liệt. Tất cả những cái sự kiện này thì họ nói là nếu mà chúng ta phối hợp nhịp nhàng để đẩy chế độ vào cái ngõ tới cùng thì cuối cùng họ sẽ nghe tiếng nói của người dân. Bởi vì hiện tại ông Nguyễn Phú Trọng không nghe dân. Qua các cái sự kiện mà chúng ta thấy đó là ông nói là cái luật an ninh đó, mạng đó, để mà bảo vệ đảng thôi. Thì xin ông có thể cho biết thêm để làm thế nào để nuôi dưỡng và làm thế nào để đẩy chế độ, không những về mặt cái biểu tình mà về mặt kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa, tất cả mình đều dùng vào họ vào cái ngõ cụt, thưa ông. À, vâng, thưa anh, thì thật sự là thì nó nhiều, do nhiều yếu tố, và đặc biệt là cái yếu tố mà vừa rồi thì Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã thông qua cái luật an ninh mạng. Gọi là an ninh mạng, dùng cái chữ an ninh mạng đó là họ gian dối, họ tráo cái khái, đánh tráo cái khái niệm ngay từ trong ngôn từ, là bởi vì thật sự đó chỉ là một cái cách để mà dùng mọi biện pháp để có thể vận dụng tất cả những cái mưu lược tệ hại nhất để mà khóa miệng người dân, để mà triệt tiêu đi cái quyền tự do ngôn luận vốn là cái quyền tự rất là tự nhiên của người dân. Và vì vậy cho nên rất nhiều nhà tranh đấu, rất nhiều người đã tiên liệu những cái cuộc biểu tình xuống đường như là trong những ngày vừa qua, nó tuy nó mang một cái chất tính chất mang sáng kiến rất là nhiều như anh đã nói, cũng như là báo hiệu cho chúng ta thấy cái sự bừng tỉnh của quả tuyệt đại đa số quần chúng Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. Nhìn đâu chúng ta cũng thấy những cuộc biểu tình rất đông những giới trẻ, đó là một cái khía cạnh rất lạ và rất lạc quan. Nhưng mà với cái luật an ninh mạng mà vừa được thông qua đó, thì cá nhân tôi cũng như qua những cái nhận định của nhiều người, tôi thấy rằng là người dân trong nước cần phải tiên liệu, và có những người đã tiên liệu là cần phải thay đổi những phương sách. Mà những cái phương sách như anh nói vừa rồi là những cái phương sách rất là hữu hiệu. Nhưng mà có khả thi hay không là ở người dân. Riêng những cái vấn đề đi du lịch, những cái vấn đề gửi tiền từ hải ngoại về trong nước để giúp đỡ thân nhân thì có thể chấp nhận được. Tức là khi thân nhân cần thiết thì phải giúp đỡ. Nhưng mà khi thân nhân đã khá giả rồi đó thì không phải là gửi tiền về để cho thân nhân có cơ hội để mà lợi dụng thời cơ để mà trở thành đại gia. Thì đấy là một cái trọng tội, bởi vì nó tiếp tợ, tiếp lửa, tiếp hơi, tiếp máu cho một cái chế độ ăn cướp. Và vì vậy cho nên điều đó tôi đã nghe trong cả một cái live stream của cô Nancy Nguyễn cũng lên tiếng yêu cầu mọi người ngưng những cái chuyện đó, giảm thiểu tối đa những cái chuyện mà gửi tiền về Việt Nam để tiếp hơi cho chế độ. Tôi cũng nghe được đọc được trong một cái email của một người bạn của chúng tôi, người bạn từ bên Đức viết nêu ra một số những điểm tương tự những điều của anh vừa nêu ra để mà vận động ngay từ hải ngoại này. Và đồng thời một cách tích cực hơn, cô lại còn đưa ra một cái nhận định rất là mạnh mẽ là hải ngoại này cần phải chuẩn bị để có một cái ngân sách khá đủ để mà tiếp trợ cho những nạn nhân trong những cuộc biểu tình càng ngày càng lớn. Bởi vì khi mà biểu tình càng ngày càng lớn đưa đến cái sự hoảng sợ của một cái chế độ đó,
thì những người bị bắt bớ, giam cầm, bị tra tấn, bị hành hạ, bị bạo hành, đánh đổ máu như một số những cái livestream của được gửi ra, thì chúng ta cần phải có chuẩn bị một cái phương thức để mà yểm trợ mạnh mẽ. Mấy ngày hôm nay thật sự ra, thưa anh, cái nhóm của chúng tôi là cái nhóm do anh tiền hô từ 5 năm nay, đã thành lập từ 5 năm nay một cái quỹ gọi là quỹ yểm trợ nhân quyền và tù nhân lương tâm. Chắc chắn qua tiếng nói của đài 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 hồn Việt, mà trong những cái lần mà chúng tôi đã có dịp lên tiếng đó, thì đồng bào và quý thính giả của anh ở Houston, ở ở Midwest, tất cả những cái khu vực đó đều đã biết và cũng đã đóng góp cho những cái ngân quỹ đó. Và mặc dù trong năm năm nay có thể nói là đã gửi về nghĩa là khoảng 300.000 Mỹ kim để mà trợ giúp cho những tù nhân lương tâm, cho thân nhân của họ. Cái quỹ này là cái đặc điểm của nó là một cái quỹ được trình tòa, nghĩa là có bài lo do sự kiểm soát của chính quyền Hoa Kỳ, hàng năm cần phải có CPA để mà trưng dẫn tất cả những cái tài liệu về chuyện chi, chuyện thu, và nó vào như thế nào mà nó ra như thế nào, để cho nhà nước họ nhìn vào đó, họ chấp nhận đấy vẫn còn là một cái tổ chức vô vị lợi, đứng đắn, do những cái người đàng hoàng điều hành. Thành chúng tôi phải mở dấu ngoặc để nói rằng là ở đây anh em chúng tôi có tất cả 18 người, và 18 người đó chỉ giao cho có 4 người ở trong cái hội đồng quản, ở trong cái ban quản trị thực để mà điều hành, còn thì 14 người còn lại đó là ở trong hội đồng giám sát và hội nói chung để mà quan sát, và cả đến cái vấn đề chi tiêu cho những chuyện trụ sở cũng như là tất cả những người trả cho CPA này kia đó để mà làm giấy tờ để mà thực hiện những chuyện này chuyện kia, rồi tốn phí về văn phòng phẩm, về di chuyển này khác đó, chúng tôi không đụng một chút gì vào cái quỹ nhân quyền. Cái đó khác hẳn với lại tất cả những tổ chức vô vị lợi khác ở Hoa Kỳ, bởi vì người ta đã đi làm là người ta đặt cái nguyên tắc phải lãnh lương. Ở đây chúng tôi không, kể cả cái trụ sở chúng tôi cũng tự lo lấy. Và để lo lấy thì chúng tôi làm gì? Chúng tôi đã có một cái gian hàng trong hội chợ Tết hàng năm ở đây, để kiếm được mỗi kỳ như vậy 10.000, 10 là 15.000 tùy theo, để mà dùng vào chi tiêu vào những cái việc như vậy. Cho nên bây giờ nhìn vào cái nhu cầu quá lớn đó, chúng tôi thấy khó mà có thể đáp ứng được với những cái điều kiện hiện nay. Nhưng mà cái người bạn ở bên Đức đó cũng đã tìm liệu điều đó và đặt vấn đề với lại những người mà trí thức, những người mà có cơ hội giao dịch với những tỷ phú Hoa Kỳ, kể cả những tỷ phú Việt Nam ở Mỹ này. Hãy nhìn về đất nước Việt Nam, hãy nhìn vào cái nhu cầu của khốn khó của người dân Việt Nam để mà đóng góp cho những cái quỹ yểm trợ đứng đắn ở hải ngoại này, hay là tự mình tìm cách gửi về để mà tiếp trợ cho những cái người đang bị đàn áp đó. Thì đấy là những cái điều mà ai cũng phải suy nghĩ. Và trở về với cái vấn đề biểu tình, như là một số những người trẻ họ nêu ra, cái hình thái biểu tình bây giờ trước một cái tình trạng mà mai ngày có thể đi đến cái bước đường cùng, họ có thể sùng súng dùng đạn để đối đầu với những người biểu tình, chỉ để tránh cho cái cảnh cảnh máu chảy xương rơi một cách vô ích, thì chúng ta phải chuyển hướng sang một cái hình thái khác, là làm sao biến tất cả dân đồng bào chúng ta, 90 triệu đồng bào, dù là công nhân, là nông dân, là công chức, là học sinh, sinh viên, chấp nhận và hiểu được cái giá trị của một cái cuộc chống đối
bất bạo động tuyệt đối đi tới một cái tình trạng gọi là bất tuân dân sự trong tất cả mọi lĩnh vực. Thì như thế đó, bất chiến sẽ tự nhiên thành. Lúc bây giờ nhà nước sẽ không có cơ hội để mà sử dụng bất cứ một cái phương thức nào. Bởi vì lúc bây giờ nó sẽ diễn ra từng nhà, từng người, từng đơn vị trên khắp đất nước. Và họ sẽ không có đủ, dù là quân đội của họ có cả triệu, cảnh sát, công an cũng cả triệu, rồi biết bao nhiêu nữa. Nhưng mà làm sao mà có thể trải mỏng để được trên toàn đất nước để mà khủng bố. Thành ra đấy là một cái phương thức mà có lẽ cuối cùng muốn thoát khỏi ông cùng cộng sản, chúng ta bắt buộc phải nghe theo. Dạ thưa anh và thưa quý vị. Dạ vâng, trong các cuộc biểu tình vừa qua đó thì có nhiều người chú ý theo dõi đó, thì họ thấy là vắng bóng là những cái poster, những cái lời kêu gọi, ví dụ như là kêu gọi công an, quân đội đứng về phía nhân dân. Bởi vì cái lực lượng công an và quân đội cũng là cái lực lượng của như là thang lá chắn của đảng cộng sản, cho nên cái lực lượng này nếu mà đứng kêu gọi thì chúng ta nhớ cuộc Liên bang Xô Viết sụp đổ đó, thì chúng ta thấy lực lượng quân đội họ cũng đứng về phía dân. Thì thưa ông, xuyên qua các cái cuộc trình bày vừa rồi thì bây giờ xin ông có thể cho biết là cái mô hình mà của Đông Âu nó sụp đổ vào năm 1990 và 91 ở Liên Xô cũng như các nước Đông Âu, nó có điểm nào tương tự như cái tình trạng của Việt Nam của chúng ta ngày nay để mà các cái mô hình này có thể áp dụng ở Việt Nam thưa ông? Thưa anh, thì trước hết tôi phải nói rằng tôi không phải là một nhà chính trị hành động. Tôi không phải là những người mà nghiên cứu về những cái sách lược để mà thành lập một cái tổ chức, một cái cơ cấu để sau này có thể mà thay thế để mà sau khi cái chế độ nó sụp đổ. Nhưng mà với cái tư cách của một cái người làm báo, làm truyền thông, nhận định về tình hình đất nước và hoàn cảnh riêng của Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng nếu mai ngày cộng sản sụp đổ thì cái việc đầu tiên là những người lãnh đạo, những người mà còn có một chút uy tín để mà lên tiếng mà có thể ảnh hưởng tới quần chúng, thì cái việc đầu tiên là phải nói cho đồng bào chúng ta nhớ rằng dù là cộng sản hay bất cứ ai chăng nữa cũng vẫn là người Việt Nam máu đỏ da vàng. Nhớ như vậy để tránh hoàn toàn tối đa một cái vụ đổ máu tiếp theo sau những cái đổ máu rất đau thương mà do cái kẻ không còn có không có óc và không có tim là những người cộng sản đã bán linh hồn cho quỷ dữ là Trung Quốc, đã có can đảm cống hiến cả đất nước chúng ta cho kẻ thù truyền kiếp đó, thì họ có thể làm tất cả mọi thứ. Nhưng với chúng ta không làm như vậy được. Dĩ nhiên sau này sẽ do một cái cuộc trưng cầu dân ý chung, để rồi từ đấy chúng ta sẽ có một cái quyết định, mà cái quyết định đó phải do một cái tập thể đồng ý với nhau, để mà có thể sẽ có một số những cái biện pháp kỷ luật đối với những tên chóp bu, những cái tên tội đồ rõ ràng ở mọi cấp. Mà ngay trong thời gian vừa qua tôi đã để ý thấy rất nhiều người nhắc nhở cho người dân ở trong nước, bất cứ ai mà bị tra tấn ở trong tù phải nhớ tìm mọi cách để ghi tên, nếu có được thì cả giữ lại hình ảnh của những kẻ đó. Dĩ nhiên những kẻ đó vẫn chỉ là những kẻ tay sai thôi, nhưng mà chúng ta cần làm những cái khung chuyện đó để từ đó chúng ta thấy rằng là cái cấp lãnh đạo của họ lúc bây giờ lại quy vào những cái cấp lãnh đạo chứ không phải chỉ những người đó mà thôi, để chúng ta giảm thiểu đi được những cái người mà phải dùng những cái biện pháp kỷ luật như đưa họ vào tù. Chứ chưa chắc chúng ta đã chấp nhận cái chuyện tử hình, cái chuyện đó là chuyện do dân ý sau này. Nói chung phải giảm thiểu tối đa cái chuyện đó. Còn một cái mô hình để mà thay thế cộng sản để mà giúp cho đất nước được phát triển, để cho dân chúng được ấm no, giúp cho
cho cái quê hương chúng ta có thể ngửa mặt để sánh vai với con rồng Á Châu mà đã đi quá xa chúng ta ngày nay đó. Thì cái chuyện đó tôi nghĩ rằng là nếu chúng tôi có đưa ra ý kiến chỉ là những cái ý kiến có tính cách bên ngoài phụ vào mà thôi. Tôi vẫn nghĩ rằng một số những cái mô hình ở bên Đông Âu chúng ta có thể chọn lựa để mà áp dụng. Nhưng mà một mặt khác thì cũng phải dựa vào cái ý kiến của một cuộc dân cầu cầu một cuộc trưng cầu dân ý của toàn dân để chúng ta đưa ra một cái mô thức phù hợp với lại cái hoàn cảnh riêng của đất nước chúng ta. Sau những cái năm bị tàn phá, bởi vì chưa có thể nói rằng là nếu cái niềm tin của tôi từ trước đến nay tôi vẫn xác tín đó, tất cả những chế độ độc tài, dù là độc tài cộng sản hay là độc tài quân phiệt, không có thọ, dựa vào cái sự sụp đổ bất ngờ của Liên Xô và nhiều người nhận định sau này, nó không phải vì những cái suy sụp về vấn đề kinh tế, về vấn đề quân đội, về vấn đề vũ khí, về vấn đề băng giao quốc tế, mà là chính vì cái sự suy đồi trầm trọng về mặt đạo lý. Thế thì đối chiếu với lại Liên Xô, với lại Việt Nam và cả Trung Cộng lúc này đó, thì chúng ta có thể nói rằng là cái nền đạo lý Việt Nam đã đến đất đen rồi, đã bị chìm xuống đất đen rồi. Mà Nga Xô thì sụp đổ vào năm 1990, có nghĩa là chỉ có 73 năm sau khi thành lập cái nôi của chủ nghĩa cộng sản quốc tế, thì Việt Nam ngày hôm nay cũng đã sấp xỉ đến cái ngày đó rồi. Cho nên chúng ta không lạ, có nhiều người đã dám tiên đoán rằng ngay trong năm 2018-19 này rất có thể cái chế độ đó sẽ đội nón ra đi. Thì cái mong mỏi của tôi lúc này là những người làm chính trị, những đảng phái chính trị, những người có tim óc và có cái ơn gọi về cái người lãnh đạo tương lai, hãy bắt đầu, quá trễ rồi, nhưng mà hãy bắt đầu để mà suy nghĩ tới một cái mô hình cho đất nước chúng ta hôm nay. Thưa anh và thưa quý thính giả. Dạ vâng, cũng xin nói thêm đó, có nhiều người đặt câu hỏi là như vậy thì ai sẽ lãnh đạo trong công cuộc đấu tranh ngày hôm nay? Thì chúng tôi xin thưa đó, nếu mà dựa vào cái nước Bồ Đào Nha vào năm 1974, Bồ Đào Nha cũng là một cái chính quyền rất là độc tài, tham nhũng. Và cuối cùng thì người dân không chịu không nổi, người dân đi biểu tình mà vẫn đàn áp. Thì thưa quý vị, tướng lãnh thì không lên tiếng, nhưng mà lúc bấy giờ có một ông thiếu tá và một ông đại quý viết một cái lời hiệu triệu kêu gọi toàn dân đứng lên thay đổi cái chế độ, mà gọi là giai đoạn quân đội chỉ đóng một cái vai trò gọi là rất cấp thấp. Nhưng mà khi mà tiếng kêu kêu lời hiệu triệu của họ đánh vào tim của người dân, thì ngay lập tức thì các tướng lãnh ở trong quân đội đó họ nhập cuộc liền và họ đưa tới cái cuộc đảo chính và đã thành công. Cái điều này trở lại với Việt Nam của chúng ta, hàng ngũ bây giờ chúng ta biết là quân đội và công an đóng cũng một vai trò rất là quan trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng cho đây là thanh kiếm thanh gươm để bảo vệ chế độ. Thì thưa quý vị, trong cuộc đấu tranh nào cũng vậy, quân đội trước nhất là cũng là người dân. Và những người đi đấu tranh trong thời gian vừa qua đó không phải như là ở Formosa hay là như Vũng Áng hay là như là Cồn Dầu, họ đi đấu tranh hay là những người mà mắc dân oan, thì họ đấu tranh vì quyền lợi của họ bị thiệt hại, như ông Đoàn Văn Vương, quyền lợi của ông, cho nên ông chế bom ra để ông cho nổ và ông bảo vệ cái quyền lợi, cái tài sản của ông. Nhưng mà ngày hôm nay cái cuộc biểu tình của người dân bây giờ đó là bảo vệ đất nước, bảo vệ tổ quốc trên hết. Cho nên tất cả cái lòng mà nếu người dân, quân đội mà đứng về phía dân hoặc công an đứng về phía dân thì sẵn sàng, người dân sẵn sàng nhập cuộc với quý vị. Thì chúng ta chỉ còn 3 phút còn lại. Thì thưa ông, gần đây thì có nhiều cái nguồn tin cho thấy là cái dự kiện kế hoạch của Trung Cộng đó, họ cho rằng là họ phải giải quyết cái tình trạng nhân mãn ở trong nước của họ. Mà muốn giải quyết nhân mãn đó thì trước nhất là phải có đầu tư của họ. Ví dụ như ở Phi Châu, ở Việt Nam, ở Campuchia, ở Lào, ở Vũng Áng, ở Bô Xích, để họ đưa dân của họ vào đây. Và thưa quý vị, khi mà người dân đã vào Việt Nam rồi đó, thì trong tương lai họ sẽ biểu quyết
là cái thế của họ coi như là dân họ nổi loạn lên, và ở nơi đó họ sẽ đứng coi chiếm lãnh thổ của chúng ta. Cho nên có người nói là họ Trung Cảm tại sao không đánh Việt Nam, nó họ xin thưa Trung Cảm họ đâu cần đánh Việt Nam, bởi vì nhà cầm quyền cộng sản đã coi như là đã làm nô lệ cho họ rồi, họ cung cấp từ thượng tầng đến hạ tầng những cái cơ sở tình báo, họ đều có người của họ, họ gặm nhắm từng ngày, rồi cuối cùng là lãnh thổ Việt Nam rơi vào tay của Trung Cảm. Bây giờ thì còn 2 phút còn lại, xin ông có thể kết thúc cái chương trình thảo luận ngày hôm nay, thưa ông. À, thật sự tôi cũng muốn kết thúc bằng chính những cái điều anh Hoàng Bách vừa mới nêu lên về Trung Cộng. À, cái mà chúng tôi muốn thưa cùng quý khán giả đó, tức là cái nguy cơ mất nước nó đã hiện hiện trước mắt chúng ta rồi. Chúng tôi muốn nói rằng chính những cái vừa rồi theo tôi nó không chỉ là cái nhu cầu ngắn hạn, dù là những cái ngắn hạn đó trên một cái phương diện nào nó khá quy mô, tức là cái chuyện mà dự kiến đưa đi bao nhiêu người xuất cảng đi chỗ này chỗ kia, để mà tất cả những cái đó nó chỉ nằm trong một cái kế hoạch tổng thể rất là lớn, rất quy mô, mà nó nằm trong cái não trạng và máu huyết của người Trung Quốc. Đó là cái âm mưu bá bành của Trung Quốc, như cái tiếng gọi tiếng như cái tiếng dùng của bà Nguyễn Nguyên Bình, con gái tướng Nguyễn Đại Tổng Vĩnh, trong cái bài viết mà bà gọi là viết cho những kẻ chưa lú hẳn đó. Bà có nói dùng chữ bá bành, tức là bành trướng và bá quyền. Không phải chỉ bành trướng không, mà là bá quyền. Mà cái bá quyền này không phải chỉ có Việt Nam. Cái bá quyền này nó nuôi tham vọng đấy, cái nỗi mà có rất nhiều người nhận định nó muốn khuynh loát cả Đông Nam Á, cả Á Châu, rồi từ đó lan rộng ra cả thế giới. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ, ngay ở trên cái đất nước Hoa Kỳ này cũng có những sức mạnh mềm mà Cộng sản đã gieo rắc ở đây. Có thể hàng trăm cái viện Khổng Tử, không phải là cái chuyện ngẫu nhiên đâu. Mặc dù Khổng Tử bây giờ coi như là một cái thứ rẻ rách ở trên đất nước Trung Hoa, nhưng mà họ đã dùng cái đó như là một cách để mà thôn tính, mà lần hồi đi ra ngoài. Thế thì Việt Nam á, họ không cần thôn tính bằng vũ lực, cái đó đúng, là bởi vì càng ngày bây giờ là nó đã trở thành khuôn phép rồi, không phải chỉ chờ tới 3 cái đặc khu mà họ vừa đưa ra vừa rồi để đưa vào luật, mà ngay thực tế bây giờ trên đất nước chúng ta đã có rất nhiều những cái khu vực nó giống hệt như là một cái nhượng địa của Trung Quốc ở Bô Xít, rồi thì ở Đà Nẵng, rồi thì ở Đông Đô Đại Phố, rồi thì ở Phọc Ngô Gia, ở Hà Tĩnh Ngũ Án. Tất cả những cái nơi đó bây giờ là kể cả quân đội ở Việt Nam, kể cả những người mà ở gọi là thanh tra của Cộng sản Việt Nam cũng không được bước chân vào nếu họ không mời vào. Thế thì họ làm cái gì ban ngày ban đêm, rồi năm này qua năm khác? Những cái công nhân ở đó có phải thật sự là công nhân không, hay đó chính là những quân đội trá hình? Thành ra lúc nào họ muốn lấy là họ lấy thôi, mà cái nhu cầu họ lấy của họ để ra với ngoài thế giới là bởi vì họ cần ra ngoài biển, mà muốn ra ngoài biển thì phải đẩy cái trở ngại để họ đưa ra ngoài biển. Thì đấy là những cái điều mà tôi xin được tóm tắt trong cái chuyện mà chúng tôi vừa mới trao đổi với nhau, với một cái niềm hy vọng chúng ta sẽ hiểu được, cảm nhận được cái nỗi đau của đất nước, cảm nhận được nguy cơ của đất nước, để có được cái tấm lòng quảng đại đối với đất nước, hết lòng với lại quê hương, thì mới mong lật đổ được chế độ Cộng sản để mở một kỷ nguyên mới cho dân tộc chúng ta. Xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi chúng tôi. Dạ vâng, chúng tôi thành thật cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và lắng nghe trong chương trình diễn đàn thời sự ngày hôm nay với nhà văn, nhà báo Trần Phong Vũ từ miền Nam Cali. Chúng tôi xin kính chào quý vị và kính chúc nhà văn Trần Phong Vũ cũng như quý vị những giờ phút còn lại bình an hạnh phúc. Xin kính chào.